Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, từ sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng lái xe và Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan đã phơi bày quá trình vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la từ ngân hàng SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Lan. Theo kết luận, để hợp thức việc rút tiền, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các bị can tại SCB và Vạn Thịnh Phát sử dụng các phương án vay vốn khống, thực hiện giải ngân, chuyển tiền vào các tài khoản của những cá nhân, pháp nhân ma hoặc cho họ rút tiền mặt để cắt đứt dòng tiền. Khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt, bị can Lan chỉ đạo lãnh đạo SCB sẽ chia nhau tìm cách đáp ứng. Dòng tiền chủ yếu lấy từ nguồn khoản vay tín dụng hoặc phát hành trái phiếu. Khi có tiền, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Bùi Văn Dũng lái xe riêng đến SCB chi nhánh Sài Gòn để nhận tiền. Cùng lúc đó, nhân viên SCB sẽ liên hệ với người của Vạn Thịnh Phát, yêu cầu cung cấp pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền, lập phiếu chi và các thủ tục để hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt. Khi có tiền, bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo cho Bùi Văn Dũng lái xe của bị can Lan để dùng ô tô trở về nhà riêng của nữ chủ tịch ở tòa nhà Sherwood số 127 Baxter, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo, sau đó, tiền do Dũng hoặc Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của bị can Lan, chuyển đến các địa chỉ khác nhau do Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chỉ đạo. Theo sổ ghi chép, cùng lời khai của Dũng và Uyên, từ tháng 2 năm 2019 đến khoảng tháng 9 năm 2022, đã vận chuyển tiền mặt từ SCB về nhà riêng bà Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao cho người khác ước tính hơn 108 000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la, khoảng 355 tỷ đồng. Kết luận điều tra không nêu về đích đến cuối cùng của các khoản tiền này. Ngoài các hành vi đã kết luận, Bộ Công an đã tách vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu và rửa tiền để tiếp tục điều tra. Trong 22 người đã bị khởi tố để điều tra trong giai đoạn 2, vợ chồng Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, cùng 6 người khác bị cáo buộc có hành vi rửa tiền, bị can Bùi Văn Dũng và Trần Thị Hoàng Yên cũng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xong cảnh sát tách vụ án điều tra ở giai đoạn sau.